Cực sốc dài Trung Quốc, thủ môn miếu hai bàn, nghi có bàn tay đen. Giải vô địch quốc gia Trung Quốc vừa chứng kiến một thủ môn mắc tới hai sai lầm sơ đẳng chỉ trong một trận khiến người ta không thể không nghi ngờ. Tại vòng 4 giải vô địch quốc gia Trung Quốc, CSL Shandong Luneng tiếp đón đội khách Trang Trung Ya Tài trên sân nhà. Trận đấu diễn ra khá cân bằng cho tới tận phút 38. Đội chủ nhà gây áp lực tầm cao khiến đội khách phải chuyền bóng về cho thủ môn. Chưa dừng lại ở đó, thủ thành này tiếp tục mắc một lỗi sơ đẳng trong bàn thua thứ 3. Tuy nhiên, thủ môn này lại để bóng tụt khỏi tay và bay vào lưới. Chứng kiến tới hai bàn thua ngớ ngẩn, huấn luyện viên của Trang Trung Ya Tài không thể chịu đựng được hơn nữa. Trong khi đó, đa phần ý kiến khán giả Trung Quốc cho rằng thủ môn này đã có hành động bán độ. Hiện tại, chưa có thông tin nào cho thấy Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vào cuộc để kiểm tra những sự cố bất thường trong trận đấu này.